Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video. Bên em chuyên bán tất cả các dòng điện thoại Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo có giá từ 1 triệu đến 6 triệu. Bên em thì là mua bán không cần cọc và được kiểm hàng rồi thanh toán các bác nha. Cam kết với mọi người là hàng chính hãng, chế độ bảo hành là 30 ngày một đổi một, bảo hành toàn bộ máy cho tất cả các bác 6 tháng, miễn phí ship toàn quốc và kiểm hàng thanh toán thì chúng ta không sợ bị lừa. Chúng ta cứ kiểm tra đúng cái sản phẩm mà em quay em quảng cáo và các bác đặt thì các bác trả tiền, còn không đúng thì đừng có trả tiền để tránh cái trường hợp là chúng ta bị mất tiền mà không nhận được đúng cái sản phẩm này. Đấy, và không đúng cái sản phẩm của chúng ta đặt. Đây là một chiếc điện thoại Redmi 12. Redmi 12 này là máy mới nhá, các bác nhìn này, tem siêu máy đẹp không? Đấy, Redmi 12 pin con này 5.000, màn hình con này là 6,7, ram 8 cộng 2 thành ra 10 và con này 256 GB. Pin 5.000 này em bán cho các bác là 3 triệu 700 000 miễn phí ship máy mới nguyên hộp nha. Mới nguyên tem siêu đây. Đấy. Pin và thông số nó vẫn giá ở ngoài này hết này, em không bóc nó ra. Đã gọi là máy mới thì nó sẽ không bị móp méo nứt nẻ ở đâu cả. Nếu mà các bác nhận máy kiểm tra có hiện tượng lạ, có cái hiện tượng là móp méo này, máy cũ này thì các bác làm ơn điện ngay cho tôi nha các bác nha đây là một con Redmi 12 em bán với giá chỉ có 3 triệu 700 nghìn rẻ nhất trên cái thị trường này nay Máy này thì 3 triệu 7 thì quá là đẹp rồi đúng không Đấy, 3 triệu 7 mà chúng ta bỏ ra 3 triệu 7 nhận được một chiếc điện thoại này thì thôi khỏi bàn rồi Đấy. Còn tiếp theo Oppo A78 không còn chỗ nào rẻ hơn nha các bác nha Các bác cứ kiểm tra trên cái thị trường đi ai bán rẻ hơn ai bán tốt hơn ai bán cao hơn bộ nhớ của người ta như thế nào Cấu hình ra sao sản phẩm nó như thế nào Đấy thì các bác có thể so bì với cái sản phẩm bên em. Đây là con Oppo A78 nha. Pin 5000, màn hình 6.7, RAM 8 và 256GB. Con này nó là RAM 8 cộng 4, thì RAM 12 nha mọi người nha. Màn hình 6.7, 256GB, pin 5000. Em bán cho tất cả các bác là 3 triệu 500 nghìn. Mới 100% nguyên hộp nha mọi người. Đấy. Mới 100% nguyên hộp. Từ ốp, sạc và tai nghe. Đây, RAM 8 cộng 4 này Thì ra 12. Và con này nó là 200... 256 g A78 5G. Đấy, đây là nó là 5G rồi. Oppo A78 5G nhá, máy mới nhá, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện thì các bác không phải lo gì cả. Cái nào là em bảo máy mới thì là là nó phải mới 100%, còn cái nào cũ thì nó phải cũ. Mới thì nó thứ nhất là nó sẽ không bị xước, không móc méo, không nứt nẻ gì cả các bác ạ. Đấy, còn bên em thì bán từ 1 triệu đến 6 triệu không cần cọc đâu. Anh em kiểm tra ok thoải mái trả tiền, nếu sai cái chất lượng và sai những cái lời mà em nói em quảng cáo ở đây không đúng với sản phẩm của em thì chúng ta đừng có lấy. Đấy. Em bán đến một ngày em bán vài trăm đơn nên anh em yên tâm những cái sản phẩm nếu em không đúng không chuẩn thì kênh của em nó không đạt đến 2 triệu, hơn 2 triệu người xem. Đấy, các bác phải hiểu vấn đề là như vậy. Bởi vì đâu có phải bán một cây, hai cây rồi lừa cọc mọi người đâu. À, đây mới là những cái nơi mà chúng ta cần nghiên cứu và mua sắm bởi vì chả có ai bán nhiều như tôi. Các bác cứ theo dõi hết tất cả mọi người xem, người ta bán vài cây trông rổ độ máy rồi thì độ vỏ rồi thì không biết hàng như thế nào tôi không biết. Bắt cọc nọ cọc kia. Thế tại sao tôi bán từ 1 triệu đến 6 triệu, một ngày tôi bỏ ra vài trăm triệu nhưng mà trong khi đó tôi chả bắt ai cọc một đồng nào. Đấy, uy tín chỉ cần hàng mình đúng đúng không? Hàng mình đúng chất lượng này. Đúng cái sản phẩm này thì sợ gì? Khi anh em nó có chả dở hơi gì nó là không mua nó đặt làm gì, đúng không? Đây là con Oppo A57, em bán với giá 2 triệu 800 nghìn Con này nó là RAM 8 cộng 4 thành ra 12 Và con này là 256GB nha mọi người nha Đấy, 256GB Nếu mà 128GB em chỉ bán 2 triệu 500 thôi Còn con nào là 256GB em bán 2 triệu 800 nha Oppo A57, máy mới, nguyên hộp 100% Pin 5000, RAM 8 cộng 4 thành ra 12 Và con này 256GB Đấy, RAM đây 8 cộng 4 này không biết các bác có nhìn thấy không Nếu mà các bác không nhìn thấy ấy, thì các bác cứ nghe đứng cái lời em nói nó phải đúng với quảng cáo ram 8 cộng 4 này Android 12 này 256 Oppo A57 mới nguyên hộp nha mọi người ơi Đấy, mới nguyên hộp 100 phần trăm bên em còn rất là nhiều Nói chung là để mà quay hết một lúc hết được thì chắc chắn là hơi khó nhưng mà các bác yên tâm em sẽ quay từng chi tiết từng sản phẩm đắt có rẻ có iPhone Samsung có đều có hết Oppo đều có hết nha mọi người nha Redmi đều có hết nha Đây là một con Redmi 13C Redmi 13C này ấy, Em đang bán với giá là 3 triệu 700 nghìn Con này pin của nó là 5 nghìn Màn hình 6,7 inch RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 Và con này 256GB Máy mới nguyên hộp nha Mới 100% nguyên hộp đầy đủ phụ kiện Nếu những cái sản phẩm em quảng cáo sai Không đúng chất lượng thì các bác đừng có trả tiền nha mọi người nha để tránh cái trường hợp là chúng ta bị trao đổi hàng hay là bị như thế nào đấy nguồn này chưa bật này đấy pin 5.000 này hỗ trợ sạc từ 18W trở lên ok chưa đấy 3 triệu 700 nghìn thôi miễn phí ship và các bác không cọc một đồng nào bởi vì chúng ta không cọc một đồng nào để chúng ta chả sợ ai lừa ai cả tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi đâu có lừa được các bạn bởi vì tôi đâu có cầm của các bác 1.000 nào đúng không đấy, người ta bán một cây 5 700 người ta vẫn bảo cọc 50 100 Thế tại sao tôi bán vài trăm đơn thế này mà không cọc Thế mà các bác cứ bảo ồ sợ thằng này nó lừa đấy. Đấy, đấy là do các bác các tự nói hết thôi chứ còn không á, chả có ai lừa ai cả. Đấy, xã hội bây giờ lừa được nhau rất là khó. Tuy nhiên thì trên cái uh, mạng xã hội để một mình em nói hay là một mình các bác nói cho mọi người tin mình thì chắc chắn là khó. Còn ai tin có thể mua và ủng hộ, còn không tin thì thôi. Đấy. Oppo em vừa quảng cáo xong thì em sẽ nói qua một cái vấn đề Samsung. Đây là một chiếc Samsung Galaxy A14 máy này là máy mới 100 nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nha các bác nha con này màn hình 6,6 RAM 4 và 64g đấy RAM 4 và 64g pin con này 5.000 em bán 3 triệu 500.000 nha có kèm đầy đủ đã mới thì nó không thiếu gì đấy đầy đủ phụ kiện hết mới 100 đây là màu bạc màu trắng như kiểu trắng sữa đấy và con màu đen có cả màu xanh nhạt như thế này nữa này đấy và có cả màu tím nữa Oppo à Samsung Galaxy A14 nha Samsung Galaxy A14 Đấy, như thế này thì các bác không mua thì các bác đi đâu mua Đấy, chả có chỗ nào mà bán rẻ như tôi cả Đấy, Samsung A14 nha các bác nhé mới 100 phần trăm nếu các bác nhận là nhận máy mà nó bị xước ở góc hay là bị nứt ở đâu thì nó là không phải rồi nó không phải máy mới nha. Đấy, hoặc là có thể bị tráo đổi rồi 3 triệu 500 cho các bác Samsung A14 tiếp theo giới thiệu tất cả mọi người những cái sản phẩm mà nó cực rẻ mà nó lại cực tốt cơ đấy đây là một con vivo y 93 ba vivo y 93 ba em cũng quay rất là nhiều nhưng mà đôi lúc các bác một số bạn thì xem rồi một số bạn chưa xem thì các bác thông cảm em vẫn phải quay tiếp vivo y 93 ba màn hình sáu bốn ram sáu và một trăm hai mươi tám g pin bốn nghìn năm trăm máy mới kèm ốp sạc và tai nghe nói chung là bất kể một cái thông tin thông số phụ kiện linh phụ kiện kèm theo em đều để hết máy này máy hai sim nha đây này Đấy, máy hai sim mới mới 100 trăm đây Đấy, 6 128g và các bác lưu ý tất cả các dòng điện thoại thì nó không giống nhau nhưng mà nó có cái chỗ này nhiều người thắc mắc ở cái điểm này nhá em nói qua một tí kể cả các bác không mua bên em thì các bác mua ở nơi khác cũng phải nghiên cứu cái chỗ này này ở cái chỗ này các bác bảo là lỗi màn hình nhá Bây giờ nó ban đêm thì cảm thấy nó hơi trắng trắng một tí Các bác thấy không? Đấy, hơi trắng trắng một tí Nếu mà nghiêng ra ngoài không thấy đâu Đấy, Nhiều người bảo, ồ, cái máy này nó bị hở màn hình Nhưng mà không phải đâu Một số cái sản phẩm Vivo hay là Oppo ấy Nó có cái cảm biến dọc Thì đây là người ta, cái kính của người ta Nó không sơn vào cái chỗ này Nha. Còn nếu mà có một số dòng Thì nó lại làm cái mắt tròn như kiểu mắt cam này Thì là các bác không nhìn thấy Đây là một cái cảm biến Cảm biến là cái gì? Nhiều người không hiểu này chúng ta gọi thì khi mà chúng ta úp mặt úp máy vào tay thì máy máy nó sẽ tự nhiên là nó tắt đèn đi tắt màn hình đi khi chúng ta bỏ tay ra à, bỏ qua cái tay của chúng ta đi thì nó lại sáng lên đấy là gọi là cảm biến nhiều người bảo ô máy bị lối màn các thứ đấy không phải đâu nha các bác nha đấy, con nào cũng bị mà đây này con này cũng bị một tí này không phải là bị đâu nó có cái việc trắng trắng à, uh, Vivo Y93 em bán 1 triệu 500 nha Máy mới nha các bác nha Mới đầy đủ hết phụ kiện Vivo Y93 Khi mà các bác mua bên em ấy Thì các bác đầu tiên là các bác sẽ Thoải mái được cái chế độ bảo hành Nếu mà không may Mang đi nó bị lỗi Thì em sẽ hỗ trợ bác một đổi một tại nhà Trong vòng một tháng đầu tiên Đấy. Còn tiếp theo là con Oppo A5S Oppo A5s bên em đang bán với giá là 1 triệu 650 nghìn Máy mới Mới 100% nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện ốp và sạc và tai nghe Con này nó là RAM 6 và 128GB Pin 4500 nha mọi người nha Đấy, các bác cứ yên tâm các bác đặt hàng bên em thì chúng ta thoải mái được kiểm hàng thanh toán không có cọc gạch mà đồng nào cả đây ram 6 và 128 gb nếu mà các bác không nhìn thấy ấy, thì các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra đúng RAM 6 128G và máy 2 sim nha các bác nhá mới nguyên hộp còn đây là cái lớp tem siêu các bác nhìn cảm thấy nó bẩn bẩn nhưng mà không phải đâu là cái lớp giấy bóng thôi đấy lớp giấy bóng thôi nha đấy bỏ vào đây thì nhìn thấy nó xấu không lớp giấy bóng thôi ram của nó ram 6 và 128 g máy mới 100% nguyên hộp đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và sạc và tai nghe Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu với tất cả các bác cái con Oppo A53. Oppo A53 ấy. Đây. Con này nó là RAM của nó cũng là RAM 8 và 256 GB. Pin con này cũng là 5.000 nha mọi người nha. Giá cực rẻ và hợp lý cho tất cả mọi người tầm túi tiền. RAM 8 cộng 5 này. Ok chưa? Oppo A53 này. Các bác nhìn thông số nhé. 256G này, máy là máy 2 sim này. Đấy, máy mới 100% nha, mới nha. Mới 100%. Ok chưa? Em bán cho các bác với giá chỉ có là 2 triệu 450 000 Oppo A53. Oppo A53 nha mọi người nha. Oppo A53 em bán 2 triệu 450 000 Đấy, máy mới nguyên hộp đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và sạc và tai nghe, nói chung là không thiếu bất cứ một cái phụ kiện nào kèm theo cả, đầy đủ hết Oppo A53 2, 450, 000 2 450 000 Miễn phí ship và các bác mua các bác được kiểm hàng. Ok thanh toán không ok không đúng cái lời hứa của em. Đừng có thanh toán tiền cho ai cả nha mọi người nha. Oppo A53 2, 450 000 thôi. Tiếp theo là con Oppo A15s Oppo A15s thì em đang bán với giá là 2 triệu 500 Đấy, Oppo A15s em bán với giá là 2 triệu 500 pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256GB Đấy, RAM 8 và 256GB nhá Nếu con này mà nó RAM nó thấp hơn thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn tiền nào của nấy mà anh em ạ Đấy, con này em bán với giá là 2 triệu 500 nghìn Oppo A15s đây RAM 8 này 256 g này Oppo A15s này Oppo A15s em bán 2 triệu 500 nghìn mới nguyên hộp nha mới 100 nguyên hộp đẹp chưa đấy 2 triệu 500 nghìn chúng ta đã sở hữu được một chiếc điện thoại mới là một này hai nữa là RAM cao Bộ nhớ cao pin mạnh để chúng ta sử dụng chơi game lướt ghép đầy đủ thoải mái Đấy, bỏ chỉ bỏ ra có hơn 2 triệu thôi Đấy. nhiều người thì cứ nói nọ nói kia thôi tất cả các bác phải hiểu này vấn đề là à, làm dâu chăm họ một mình em sẽ không thể thuyết phục và không thể nói cho mọi người tin em hết được còn ai cảm thấy tin em thì có thể mua và ủng hộ còn nếu mà không tin sợ hàng giả hàng nhái sợ lừa đảo thì chúng ta cũng không nên xem và cũng không nên mua nha các bác nhá tiếp theo là con vivo Ê, xin lỗi động cái cam mất rồi. Vivo i20s Vivo i20s Vivo i20s RAM 8 và 256GB pin 5000 pin 5000 màn hình con này nó 6,56 6,6 inch Đấy. em bán cho các bác với giá chỉ có 2 triệu 550.000 thôi 2 triệu 550.000 2 triệu 550 nghìn Mới 100% nguyên hộp nha mọi người nha Mới 100% nguyên hộp Đây i20s này 2 sim 2 sóng RAM 8 này Đấy Và con này 256 g này Chuẩn chưa 256 gb này Vivo i20s Đấy có hai màu như vậy Xanh đậm và xanh nhạt Bác nào chốt được con nào thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình cho em Và em sẽ chốt cho các bác Vivo i20s 2 triệu 550.000 Tiếp theo thì là con Vivo i 11 Vivo i 11 Vivo i 11 con này em bán với giá là 1 triệu 950 000 máy mới nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nha mới nguyên hộp màu tím và màu xanh đậm mới nhé mới 100 phần pin 5.000 nha mọi người nha và con này là 1 triệu 950 nghìn Màn hình 6.5 RAM 6 và 128 g Máy mới nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện ốp và sạc và tai nghe Nói chung là Các bạn bỏ ra cái tầm tiền này thì cũng không phải là lỗ Và cũng không phải là lãi Mà nói chung là vừa rồi Bởi vì em bán khá là nhiều trên mạng xã hội Bởi vì em bán chứ không phải là 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 em bán tại nhà em bán trên toàn quốc thì em cũng phải cân đối giá nhá ram 6 128g ok chưa các bác cứ kiểm tra đúng RAM 6 và 128 GB thì các bác trả tiền. Không đúng thì đừng có trả tiền nhé mọi người nha. Còn tiếp theo là Vivo Y17. Vivo Y17 này, đẹp không? Vivo Y17 em bán cho các bác với giá 2 triệu 250 nghìn pin 5 màn hình 6,5 RAM của nó RAM 8 và 256 gb 2 triệu 250 nghìn mới nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện mới 100 phần trăm nha nguyên, nguyên hộp luôn đã mới thì nó sẽ không xước không móp méo không nứt nẻ gì cả đây ra 8 và 256 ghi chuẩn chưa các bác cứ nhận hàng nha kiểm tra đúng với sản phẩm mà em quay em quảng cáo thì các bác cứ thanh toán tiền còn không đúng thì đừng có trả tiền máy là máy mới con nào là mới thì em sẽ phải báo mới còn tất nhiên em gửi cho các bác ấy thì em phải bóc ra và em kích hoạt cho tất cả mọi người bởi vì không kích hoạt ra các bác không ra được những cái những cái ứng dụng như thế này đâu bởi vì một, một một lúc đôi lúc thì nó sẽ chuyển sang tiếng anh hoặc là tiếng nhật hoặc là tiếng tàu đấy nên là em phải kích hoạt cho các bác không phải là ai cũng sẽ khắc khắc tự kích hoạt được bởi vì máy là máy nhập hộp mà đấy, không phải là ai có tự kích hoạt được có một số dòng ấy thì phải dùng bằng máy tính thì mới kích hoạt được đấy nó có bảo mật của nó nên là em phải kích hoạt như thế này các bác chỉ về thì cắm sim và dùng thôi đấy, không cần cọc đâu anh em yên tâm các bác ưng thì các bác lấy không ưng thì thôi chứ ai bảo gì đâu đúng không các bác chả mất gì đấy, nhiều người cứ lo là tôi lừa nhiều người thì bảo là không có mà mua nhiều người không sợ à, không dám mà mua đấy sợ mất tiền thế tôi bảo mất cái gì tiền đấy, bởi vì chỉ có à, tôi mới là những người mất tiền còn các bác có mất gì đâu đây là một chiếc điện thoại vivo V23E Máy mới nhá Máy mới 100% nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện ốp và sạc và tai nghe Máy này là máy 2 sim 2 sóng Vivo V23E nhá mọi người nhá Đấy Máy 2 sim 2 sóng Chuẩn chưa Đấy Vivo V23E Em bán cho các bác với giá là 3 triệu 500 nghìn Pin 5 000 màn hình 6,6 inch RAM của nó là ram 8 và con này 256G mọi người ạ à. các bác ạ à, à, em bán cho các bác với giá chỉ có 3 triệu 500 thôi 3 triệu 500 mới nguyên hộp nhá em bán thì à, tất cả các sản phẩm anh em phải được kiểm tra rồi thanh toán nhiều cái thì à đâu Hôm nay em cũng có một cái cuộc gọi đấy thì là cái này thì không trách em được nhá mọi người nha bảo là bị vỡ màn hình đã bị vỡ màn hình bắt em bảo hành thì là không đúng có nghĩa là bây giờ thì không biết là bác có nhận như thế nào em không biết nhưng mà bác ấy bảo là nhận xong rồi bóc ra là nó bị vỡ thế thì tại sao lúc các bác bóc ra mà các bác không đừng có nhận máy bây giờ các bác nhận máy rồi bảo là vỡ nọ vỡ kia bảo góc nọ góc kia tan em chịu chết Đấy, em đã báo cho các bác rồi kiểm tra hàng thanh toán nếu bị vỡ bị nứt nẻ thì các bác đừng có trả tiền và đừng có nhận hàng đó cho em đấy, đúng không chứ đến lúc bây giờ các bác làm rơi vỡ hay là tự nhiên người ta làm vỡ đấy do nhân viên làm vỡ vỡ xong là các bác không kiểm tra thì bây giờ oan cho ai thế chẳng nghĩa là đưa lại cho tôi tôi lại bảo hành cho các bác phải không cũng không được mà oan cho người ta cũng không được thế là lỗi là lỗi tại các bạn đấy là cái việc cũng nói bằng thật còn hôm lại có một ông nữa nhá mua máy đi làm rơi vỡ màn hình làm rơi vỡ màn hình và thay hai lần màn hình rồi Đấy. xong bây giờ lại bảo là đơ không dùng được bảo hành cho người ta thế thì em mới hỏi tại sao bác dùng nó bị sao nó bảo bị đơ bị đơ bị đơ màn hình à bị rơi rơi vỡ màn hình rồi đi thay một lần rồi lại thay lần thứ hai rồi rồi sau đó là à, bây giờ cũng không dùng được rồi mới bảo là bắt tôi phải bảo hành trong vòng vẫn còn đủ 6 tháng Đấy bác thay ba bốn lần thì em không bao giờ em bảo hành cho các bác nhá đấy tất nhiên những cái sản phẩm mà lỗi từ các bác mà làm hỏng ấy thì em sẽ hỗ trợ các bác sửa và các bác không bị mất tiền công sửa đấy, ví dụ một cái màn hình nó thay tầm 1 triệu thì bên em chỉ lấy cái giá gốc tầm 500 mà nó lại còn chính hãng nữa cơ đã bên em bán cung cấp từ máy thì tất nhiên là phụ kiện linh kiện nó phải là chính hãng rồi chứ không có nhái ở đâu ra cả Đấy, còn các bác ra ngoài các bác không biết các bác lại đi mua phải những cái màn tàu mà dán vào dán vào xong là lại đưa lại liệt lại thay tiếp thay đi thay về chán rồi bảo là tại máy của tôi không được nha anh em nha các bác làm rơi vỡ thì em sẽ hỗ trợ các bác sửa Đấy, hỗ trợ và các bác phải thanh toán tiền màn thôi Đấy. còn đây là một chiếc điện thoại Redmi C33 có cả màu đen nha anh em nha Redmi C33 em bán 3 triệu 350 nghìn pin 5 nghìn màn hình 6,7 RAM 8 và 256 gb Redmi C33 3 triệu 350 nghìn Mới nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện cho tất cả các bác Đấy. À, mới 100% nguyên hộp đầy đủ phụ kiện nhá ốp này, sạc này, tai nghe này Đã bảo là máy mới thì nó sẽ không bị lỗi cái gì cả Vivo V À xin lỗi Redmi C33 Redmi C33 Tiếp theo còn iPhone iPhone 6 Plus máy to như thế này em bán không phải 6 thường nó 6 plus nhá em bán chỉ có 1 triệu 650 nghìn tình trạng của cái con máy này ấy là nó được khoảng 85 đến 90 các bác không biết có nhìn thấy hay không nó có chấm phẩy đây này đây này đây có một tí tí nhá bây giờ nhìn qua hình ảnh thì rất là khó đây, đây này cái góc góc này các bác nhìn theo Đấy nó bị xước ở đây một tí này đấy chưa nó bị xước một ít này nói chung là máy cũ từ em chỉ nói là 85% thì các bác hiểu rồi. Đấy. Con này là sạch iCloud nha không có iCloud và mất vân tay, 64 g Pin của nó là 100%. Ok chưa? 64GB này. Đấy, màn trắng chưa? Màn đẹp chưa? Màn quá đẹp phải không ạ? Em bán thì các bác yên tâm những cái sản phẩm em không lừa các bác đâu, bởi vì tất cả những cái sản phẩm những cái hàng của em em không có bắt các bác cọc một đồng nào nên em phải quảng cáo cũng phải đúng và sản phẩm em phải đúng đấy sản phẩm em đúng chính hãng đúng chất lượng em tả ra ấy, thì em chẳng ngại gì tôi chỉ sợ là những cái sản phẩm của tôi nó không đúng thì mình nói quá rồi thì đến lúc các bác nhận thì các bác không lấy thì nó lại khổ cho em đúng không ông bốc phét quá ông nổ quá rồi bắt đầu gửi đi cho các bác ấy, kiểm tra đâu mày trên kia mày nói thế mày nói hay thế bây giờ tao nhận cái máy của mày nó móp hết rồi vỡ hết rồi góc nọ xước góc kia kia bay thì làm sao mà ai lấy đúng không bây giờ em tả cho các bác đây, con này pin 100% trăm nha em tả cho các bác nó phải rõ này những cái góc góc này em xước một tí em phải chỉ cho anh em hết đúng không xước này thế tự nhiên mà bây giờ bảo mới một trăm phần trăm không có một vết xước khi các bác nhận máy mà nó như thế này là ai, ai lấy nữa à đúng không đấy máy nào phải tả đúng cái tình trạng như thế đó à, mình làm đúng thì mình chẳng lại gì mà mình đã làm đúng thì chả có ai nó lừa mình sao ạ đấy đây mấy ông cứ quảng cáo tốt quảng cáo 256 g gửi cho bắt cầu 200 rồi gửi đi có 16 g không lấy thì không được mà lấy cái sản phẩm này thì lại thành ra quá đắt so với thị trường đấy nhiều người nó làm như vậy còn một số người thì gửi vài chục rồi nó là không không trả máy nữa đâu mất hút luôn đấy là mình nói về xã hội trên à, một cái, cái cái, cái, cái trên mạng xã hội chứ không nói về bất cứ một ai nên là mọi người sẽ phải thông cảm và thấu hiểu đấy, để tránh cái trường hợp là chúng ta cũng bị mất tiền đấy mất tiền mà không nhận được đúng cái cái sản phẩm của chúng ta và có thể đúng nhưng mà đôi lúc bị lỗi và các bác không biết được những cái nơi nào nên mua và cái nơi nào uy tín mà chúng ta nên tham khảo đấy, những cái nơi người ta bán một cây hai cây người ta bắt cọc thế tại sao những cái nơi mà bán nhiều như thế mà không cần cọc thì các bác lại bảo là ô thằng này nó lừa đấy thằng này nó không uy tín thằng này nó kia kia nọ nọ đúng không? Thế nên em mới bảo rồi một mình em nói làm sao mà cho các bác tin em hết được? ai tin thì mua được không tin thì thôi chứ bây giờ bắt ai được đúng không em cũng không bắt được các bác mà các bác cũng trả về ép được em phải không ạ đấy cái việc mua bán nó là như vậy em cũng chỉ vì đói vì vì đồng tiền đấy, thì em mới bán ở đây chứ làm gì em mà có tiền em ngồi đây em bán làm gì phải không ạ và ở đây ấy, mình tạo kênh để bán cả năm cả hàng ngày hàng giờ hàng buổi cả năm trời năm nọ sang năm kia chứ không phải như kiểu người ta thuê người ra những cái chân ngắn chân dài ra ăn mặc đẹp đấy hình thức được ăn nói được rồi thì mang ra quảng cáo ô, máy nọ máy kia samsung galaxy rồi thì oppo oppo kia thì bắt đầu là quảng cáo nhưng mà thực tế ra ấy, những cái đứa đó nó không có phải cửa hàng nó đâu nó chỉ là người ta thuê ra rồi ông ăn nói được thì nó sẽ thuê ông ra đấy gọi là mặt tiền ông đẹp thì nó thuê ra để làm video để thu hút người xem còn mình ấy mình là đàn ông mình nói chuyện với nhau đôi lúc nó cũng hơi khó chịu đúng không có người tự nhiên mình chả làm gì mình nói chuyện cái nó ghét mình nhỉ đấy, nên là nó mua bán nó rất khó đấy còn đây là những cái người đàn ông với đàn ông của mình hay đàn bà với đàn bà của mình nói nó phải thực tế chính xác là tôi chính xác là những cái sản phẩm của tôi đấy, đây là một con vivo y 19 màn hình 6,5 phẩy năm ram tám và hai trăm năm sáu g pin năm nghìn hai triệu bốn trăm năm nghìn vivo y 19 chín nha pin 5000 đấy mới nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp và sạc và tai nghe còn các bác nhìn qua cái màn hình nó bẩn bẩn như thế này đó là một cái lớp giấy bóng thôi em đã nói rõ với các bác rồi đấy. vì em quay đem để đây nhiều ấy để cả đống thế này ấy, cả thùng nên là em phải để kể nó như thế em sẽ không xé nó ra xé nó ra nó sẽ bị sước. Uh, xước còn tiếp theo Oppo A73 làm gì các bác đi đâu mua được những điện thoại Oppo A73 pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và con này 256 gb nha RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và 256 G pin 5000 em bán với giá chỉ có 2 triệu 650.000 thôi mới nguyên hộp luôn cứ kiểm tra nếu em bốc phép em nổ quá thì các bác đừng có thanh toán tiền đừng có nhận những cái sản phẩm của em khi mà các bác theo dõi video của em nếu mà các bác có tin hay không thì các bác cứ đăng ký kênh và chia sẻ ngay video để cho người khác cùng theo dõi và cùng ủng hộ Đấy, bởi vì em bán nhiều thế này thì em mới là những cái nơi mà em bán uy tín chứ những cái người người ta đăng lên một người hai người xem đấy các bác đi mua là dính đoàn ngay nhá Oppo A73 5G đấy RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và con này 256g mới nhá mới 100 phần nha em cứ nói mới thì nó phải mới các bác nhìn qua video hình ảnh đôi lúc nó cũng không thực tế lắm nên là em nói cho các bác nó phải đúng cái lời của em nói đó. bây giờ 2 giờ đêm rồi em ngồi làm video cho các bác bởi vì khách nhà em kín nhà ngày nào cũng có có khách nên là ban ngày không làm được video tiếp theo thì là em lại giới thiệu cho tất cả các bác một số cái dòng mà nó rẻ tiền Đấy. mà nó rẻ tiền mà nó lại giam cao bộ nhớ cao vừa túi tiền của chúng ta đây đây là con Oppo A31 em cũng giới thiệu rất là nhiều một cái sản phẩm này bán rất là nhiều nha các bác nha có ba màu như thế này Pin con này 5.000 màn hình 6.5, RAM 8 và 256 GB, em bán chỉ có 2 triệu 150 000 2 triệu 150 000 Đây. Đấy, à, máy mới chứ, mới 100% luôn. Và qua bây giờ chúng ta nhìn qua ánh đèn, ánh điện này, bóng điện ấy, thì nó sẽ cảm giác nó như vậy thôi. Oppo A31 RAM 8 và 256 GB. Đây, À, 8 và 256 g. giá chỉ có 2 triệu 150.000 thôi Đấy, Mới 100% nguyên hộp nha mọi người nha Bên em thì các bác lấy bất cứ lúc nào Đều có những cái sản phẩm bên em Không thiếu Đấy, Không thiếu đâu nha mọi người nha Anh em yên tâm Không thiếu một cái sản phẩm nào Từ 1 đến 6 triệu Lúc nào cũng có Các bác lấy nghìn cây cũng có Còn tiếp theo đây là một con v... À xin lỗi Nhầm Con Oppo F9 Pro F9 Pro nha Oppo F9 Pro thì em bán với giá là 1 triệu 950 nghìn pin 5.000 màn hình 6,5 các bác lưu ý tại sao nó có cái giá này con này 1 triệu 950.000 thì nhiều người bảo đắt nhưng mà nếu các bác hiểu được thì nó sẽ không phải đắt đâu các bác đi mua ở ngoài nếu mà những cái sản phẩm này ấy, thì nó phải đặt khoảng độ 2 triệu 9 để các bác xem đi thế giới di động 2 triệu 999.000 còn tôi chỉ bán 1 triệu 950 nghìn thôi. Con này nó là RAM 8 và 256 GB. Các bác bỏ ra chưa đến 2 triệu bằng mà các bác sở hữu được một chiếc điện thoại RAM 8 và 256 GB thì khó lắm anh em ạ. Đấy, RAM 8 và 256 GB. Đây em phóng cái chữ nó to lên mà cho anh em để ý kỹ này, để RAM 8 này và 256 GB chuẩn chưa? Đấy. Oppo F9 Pro dòng trên đầu cùng này. Đấy. Máy 2 sim 26 nhé, nhá. Các bác bỏ ra chưa đến 2 triệu, 1 triệu 950 000 thôi. Các bác đã sở hữu được một chiếc điện thoại Oppo F9 Pro. Đấy 1.950.000 RAM 8 và 256 GB. Tiếp theo nữa, cũng là những cái sản phẩm ít tiền mà thịt nhiều ở đây. Đấy. Oppo F11. F9, F10, F11 nhá. Đây còn F11, con này pin 5.000, màn hình 6,5. RAM của nó RAM 8 và con này 256 GB pin 5000 RAM 8 256GB đây em bán lẻ tại quán là 2 triệu 900 này. đấy ghi rõ, rõ giá ở đây hết rồi đây. nhưng mà em bán cho các bác với giá chỉ có 2 triệu 350 000 thôi 2 triệu 350 000 miễn phí ship kiểm hàng thanh toán không có cọc cạch một đồng nào cả đây đấy, RAM 8 này 256GB RAM 8 và 256GB mới nhé 2 sim 26 mới nguyên hộp Ta mới thì chúng ta chả có cái gì phải kiểm tra em chỉ cần kiểm tra thông tin cấu hình và giá cho các bác thôi chứ còn bây giờ nó có bị sao đâu mà kiểm tra phải không ạ Đấy. anh em yên tâm khi các bạn đang mua bên em ấy thì từ 1 triệu đến 10 triệu thì bên em không cần cọc một đồng nào cả các bác yên tâm được kiểm hàng thanh toán nhá nhiều người cứ bảo nọ bảo kia em nói các bác em bỏ ra vài trăm triệu một ngày nhưng mà em không cần các bác phải cọc Đấy, một số người thì bán một cây thôi cứ cọc đây, đây Em chứng minh và em khoe cho các bác xem Một ngày em được bao nhiêu đơn Với lại Đặt được những cái mục tiêu mà tôi nói chưa Mà các bác xem nó có uy tín hay không Đấy Đây là việc theo post này Em cái này là vừa tạo đơn Quản lý đơn hàng này Cái ứng dụng này ấy, Nó vừa mới thay đổi Nên là à, đôi lúc cũng lấn lộn từ từ nó có sẵn đây mà đi đâu mất rồi hôm qua nó vừa mới thay đổi ứng dụng nên là mình dùng rất là khó rồi tí nữa mình tìm cho các bác xem nha một ngày được vài trăm đơn nữa nó ở đây hôm qua nó vừa mới thay đổi thôi nên là em tìm nó hơi khó một tí không quen ấy. đi đâu rồi nhỉ Xưa, mà em nó đang dùng cái kia quen bây giờ này đổi cái ứng dụng như thế này thôi rồi em không nhầm là trên 200 đơn nhé mọi người nhá mọi người yên tâm trên 200 đơn Đấy, em nói sai thì các bác đừng có mua hàng em Đấy, em phải nói đúng em toàn là mua những cái sản phẩm mà thị trường chạy rất nhiều để em giới thiệu và em bán cho tất cả mọi người chứ không phải là những cái sản phẩm mà người ta không có mình có thì bán cho ai đúng không còn tiếp theo đây là một con Vivo V15 con này nó là cam thụt thỏ nhá cam thụt thỏ đấy cam thụt thỏ anh em ạ con này nó là pin 5000 màn hình 6,6 inch RAM 8 và con này 256 g 256 g em bán với giá 2 triệu 950 000 thôi mới nguyên hộp đầy đủ hết linh phụ kiện đầy đủ hết cho các bác nha cam thụt này thấy chưa Đấy, cam thụt lên chưa đây. đây đẹp không cam cũng cực nét nói chung là những cái sản phẩm mà nó làm trên 200 g thì nó đã sở hữu được một cái cấu hình rất cao và camera cực nét Chứ còn nếu mà loại 16G thì nó sửa à nó 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 thiết kế cái cam nó nét làm gì? Nó chẳng có chụp được cái gì đâu mà để để thiết kế đúng không? Còn à uh, Vivo V75 nha mọi người nhá. 2 triệu 950 000 Còn tiếp theo này. Đấy, những cái sản phẩm mà nó hầm hố nhất, nhìn nó cực chất này. Đấy, con này là Oppo A93s pin 5000, màn hình 6, 6 inch RAM của nó RAM 8 và 256 g em bán cho các bác với giá là 3 triệu 350 000 thôi 3 triệu 350 nghìn máy mới nguyên hộp nha RAM 8 này 256 g này chuẩn chưa đấy, em bán cho các bác với giá chỉ có 3 triệu 350 nghìn thôi năm ngoái nó 5 triệu đấy đúng cách được một năm đấy bây giờ nó xuống giá điện thoại bây giờ xuống nhanh lắm biết là để mà cạnh tranh với nó thì cũng rất là vất vả đấy anh em ạ những người bán hàng như tôi tuy nhiên chẳng qua tôi bán số lượng tôi bán ừ. nhiều ấy chứ bán ít thì để như thế này này vỡ alo luôn đây là con Oppo A74 RAM của nó RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và con này cũng là 256GB pin 5000 màn hình 6.5 em bán cho các bác với giá 3 triệu 150 nghìn mới nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện ốp và sạc vào tay nghe nha mọi người nha RAM 8 cộng 5 thành ra 13 nhé đây RAM 8 cộng 5 thành ra 13 Android 12 chấm này 256 gb Oppo A74 5G Oppo A74 5G nha mọi người ơi Đấy, 3 triệu 150 nghìn thôi không cần cọc đâu các bác cứ yên tâm khi chúng ta nhận cái sản phẩm này đúng thì chúng ta trả tiền sai thì chúng ta không nên trả tiền để tránh cái trường hợp là chúng ta bị tự nhiên bị mất tiền Đấy mà không nhận được đúng cái sản phẩm tiếp theo đây là con sẵn những cái sản phẩm Oppo A56 chả có đi đâu mà mua được những cái sản phẩm Oppo A56 máy mới nguyên hộp mà giá có 2 triệu 750.000 pin 5.000 màn hình 6,5 ram 8 và 256g RAM 8 và 256g em bán với giá chỉ có 2 triệu 750.000 ở đây Android 12 12.0 này RAM 8 cộng 3 này. 256 GB này, Oppo A56 5G. Máy máy mới nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nhá, mọi người ơi. Đấy, anh em thoải mái để lựa chọn ba màu này. Mới 100% nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện cho tất cả các bác lựa chọn. Đấy, nhiều bác thì bảo là Ô tại sao mày đi đâu lấy những cái sản phẩm toàn RAM cao bộ nhớ cao? Em nói thật các bác thế này, nói rõ luôn và nói để cho mọi người hiểu này nếu mà em bán những cái sản phẩm ram thấp thì em không bán online được nó ram thấp ví dụ như 64 mươi 128 một thì ở quán gần ngay cạnh nhà các bác có Đấy, ngay cái chân cầu thang của nhà các bạn cũng có quán chỗ nào quán là chỗ nào cũng có Đấy, bên em phải bán những cái sản phẩm ram cao để độc quyền hơn Đấy, thì nên là bán cái số lượng nó bán rất là chạy chứ còn nếu mà bây giờ mà lấy cái loại 32 hai g sáu về không bán được Đấy, nên nhiều người thì cứ cân đối bảo không biết gì các bạn Ô cái này hôm qua tao mua thì kia có triệu 8, bây giờ thằng này nó bán triệu 9. Đấy, thì không ai mua. Nhưng mà thực tế ra nó chỉ có 16 GB, 32 GB của tôi nó lên tận 128 GB hoặc là 256 GB. Đấy, bởi vì em bán những sản phẩm này thì nó sẽ dễ bán hơn. Đấy các bác đi tìm mua cũng rất là khó. Đấy, các bác phải hiểu vấn đề đó như vậy. À, thôi cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm em mệt lắm rồi đây này ngày đêm nào để một giờ ba phút rồi làm xong đăng video nó phải hai rưỡi ba giờ sáng ngáp ngủ không mắt thì nhắm đi đấy quên đi quên đi ngất xỉu à em cũng phải tạm dừng video ở đây điện thoại thì còn rất là nhiều những cái sản phẩm chưa quay được nên là các bác đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ ngay video để theo dõi những cái video tiếp theo nha các bác nha cảm ơn mọi người đã quan tâm và đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nhớ đăng ký kênh chốt con nào thì alo trực tiếp cho em nha cảm ơn mọi người